Xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức Việt. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin dự báo thời tiết. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật nhanh nhất về tình hình thời tiết để khán giả thân yêu chủ động được lịch trình và đảm bảo sức khỏe của chính mình. Ngay sau đây mời quý vị cùng đón xem tình hình dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Miền Bắc mưa to ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 Từ đêm nay đến sáng ngày mùng 3 tháng 9, ở Bắc Bộ có mưa rào và rông, một số nơi cục bộ có mưa to đến rất to. Hiện nay, dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thông báo, do ảnh hưởng của rìa nam của dạnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên, nên từ nay đến ngày 4 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ ở khu vực trung bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm có nơi trên 70 mm. Ngoài ra do ảnh hưởng của dạnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ đêm nay đến sáng ngày mùng 3 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay đến sáng ngày 3 tháng 9, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi và tại những vùng đô thị trũng thấp. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong những ngày tới. Phía Tây Bắc Bộ từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay đến sáng ngày 3 tháng 9, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 6 tháng 9, có mưa rào và rải rác có nơi có rông. Phía Nam Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ nay đến ngày mùng 6 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 9, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên, từ đêm ngày hôm nay đến ngày 6 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra mưa đá, lốc xét và gió giật mạnh. Tại khu vực Nam Bộ, từ nay đến ngày 6 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến sáng ngày 3 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 9 có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, nắng đã có mũ, mưa đã có ô và thời tiết hôm nay như thế nào đã có tin tức Việt quý vị hãy nhớ ghé thăm tin tức việt mỗi ngày ở mục dự báo thời tiết để nắm được tình hình thời tiết nơi mình sinh sống và những địa điểm mà mình định ghé thăm chúc quý vị có một ngày hanh thông và có một sức khỏe thật tốt